cả khi trong túi anh hết tiền, cái mũ trên đầu anh cũng phải đội cho ngay ngắn. Một, chuyện cái vé. Một người cha dắt đứa con 6 tuổi đi sở thú chơi. Đến quầy bán vé, người cha dừng lại đọc bảng giá, người lớn 10 đô la, trẻ em trên 5 tuổi 5 đô la, trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí. Đọc xong, ông nói với người bán vé, cho tôi một vé người lớn và một vé trẻ em trên 5 tuổi. Con ông trên 5 tuổi à? Người bán vé tò mò hỏi lại. Vâng. Nếu ông không nói cho tôi biết thì thằng bé được miễn phí rồi. Vâng, có thể không ai biết nhưng con tôi tự nó biết, ngay cả khi mình khó khăn thì những thứ có thể trả ta vẫn nên trả. Hai, hai bát mì. Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách lạ, có thể đó là một người cha và một người con. Người cha bị mù, người con trai đi bên cạnh ân cần dìu cha. Cậu con trai chạc 18, 19 tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại thoát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là một học sinh. Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi, cậu nói to, cho hai bát mì bỏ. Tôi đang định viết hóa đơn thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhảy miệng cười biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường. Phía sau lưng tôi, khẽ bảo với tôi rằng chỉ làm một bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi thắc mắc, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hóa ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, tôi đoán cậu không đủ tiền, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười thông cảm với cậu. Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, thương yêu chăm sóc, cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kéo nóng đấy ạ. À. Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa giò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gấp chúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội. Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ độc vô hồn, nhưng trên khuôn mặt sạm nắng, Nhăn nhau lại sáng lên nụ cười ấm áp và mãn nguyện, điều khiến cho tôi ngạc nhiên là người con trai không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình. Anh điềm nhiên nhận miếng thịt, rồi anh lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về bát mì của cha. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt. Ông lão cảm động nói. Đứng bên cạnh họ, tôi chợt thấy tim mình thất lại, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác về. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha. Cha à, cha ăn mau ăn đi. Bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này. Ư, ừ, Ư, ừ. con ăn nhanh lên. Ăn mì bò là bổ dưỡng lắm đấy con ạ. À. Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai thực khách đặc biệt. Vừa lúc đó, cậu trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò thơm phức, bà chủ đưa mắt ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại, anh để nhầm bàn rồi thì phải chúng tôi không gọi thêm thịt bò. Bà chủ dịu dàng bước lại chỗ họ, không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỷ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng. Cậu con trai mỉm cười, không hỏi gì thêm, cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa. Chúng tôi âm thầm quan sát hai cha con ăn xong, tính tiền, rồi dõi mắt tiễn họ ra khỏi quán. Mãi khi cậu nhân viên đi thu dọn bát đĩa, chúng tôi bỗng nghe cậu kêu lên khè khè. Hóa ra, bác của cậu con trai để lên mấy tờ tiền giấy xếp gọn, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò được viết trên bảng giá của cửa hàng. ba Gã ăn mày. Trong cuộc sống của chúng ta có biết bao nhiêu người khởi nghiệp thất bại, có biết bao nhiêu người thất nghiệp không tìm được việc làm và có biết bao nhiêu người tốt nghiệp xong không tìm được công việc đúng chuyên môn mà mình đã học. Điều này là do đâu? Đó chủ yếu đều là do họ không định vị được vị trí của bản thân mình. Một vị doanh nhân New York giàu có nhìn thấy một người đàn ông quần áo cũ rách bán bút chì ven đường, thấy vậy vị doanh nhân thương tình bèn bỏ lại cho người đàn ông một đô la rồi vội vã rời đi. Đi được vài bước, vị doanh nhân chợt nhận thấy mình làm như vậy là không ổn, liền quay lại chỗ người đàn ông bán bút chì nhặt vài cái bút, đồng thời xin lỗi và giải thích rằng ông ta vừa nãy quên không lấy bút, mong người đàn ông bán hàng đừng để bụng. Cuối cùng trước khi rời đi, vị doanh nhân này có nói rằng, anh và tôi đều là doanh nhân, anh có hàng để bán, hơn nữa đều có giá trên mỗi sản phẩm. Một thời gian sau, trong một bữa tiệc tối với các người bạn, một nhà doanh nhân ăn mặc lịch sự đã tới bắt tay vị doanh nhân New York nọ và tự giới thiệu, có thể ngài đã quên tôi và tôi cũng không hề biết tên của ngài, nhưng tôi mãi mãi không bao giờ quên ngài, bởi ngài chính là người đã khiến tôi lấy lại tự trọng và sự tự tin. Tôi luôn nghĩ rằng mình chỉ là một tên ăn mày bán bút chì ven đường cho đến khi gặp ngài và chính ngài đã bảo cho tôi biết rằng tôi cũng là một doanh nhân. Vị doanh nhân New York cũng không hề ngờ rằng chỉ một câu nói đơn giản của mình đã khiến người đàn ông khốn khổ đó tái lập sự tự tin, đồng thời nỗ lực hết mình để đạt được thành quả như hiện giờ. Câu chuyện trên cho ta thấy, làm người ai cũng mong muốn mình có được sự tôn trọng, và khi người bán bút chì nghèo khổ đó thiếu thốn tiền bạc, thiếu thốn sự tôn trọng thì vị doanh nhân New York kia lại tôn trọng anh ta, giúp anh ta tái lập lại lòng tự trọng, lấy lại được sự tự tin không còn tự hạ thấp bản thân mình nữa và từ đó đi đến được thành công. Không làm được trụ cột của xã hội thì chúng ta hãy làm một con ốc vít chắc chắn. Đừng mù quáng hùa theo đám đông để chôn vùi cá tính của mình, đừng để những thế tục bao phủ trái tim, đừng để sương mù che mắt và đừng để bóng tối đưa bạn xuống vực thẳm. Hãy nhận ra chính mình, tự định vị cho bản thân và vì mơ ước mà vươn xa.